quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 8 vừa qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định số 255 về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của tòa án. Sau đây, Kiểm sát Online trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình kiểm sát quyết định giải quyết vụ án hành chính của tòa án trong giai đoạn sơ thẩm. 1. Quy trình kiểm sát quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án Đối với trường hợp qua đối thoại mà người bị kiện cam kết sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ quyết định bị khởi kiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính và người khởi kiện cam kết rút đơn khởi kiện, công chức kiểm sát các nội dung kiểm sát thời hạn gửi quyết định căn cứ ngày ban hành, ngày gửi theo dấu bưu điện trên bì thư và ngày viện kiểm sát nhận được quyết định để xác định vi phạm về thời hạn gửi quyết định của tòa án. Kiểm sát hình thức quyết định theo mẫu số 09 Nghị quyết số 02 năm 2017. Kiểm sát thời hạn ban hành quyết định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của tòa án về việc ban hành quyết định hành chính mới hoặc văn bản rút đơn khởi kiện. Nếu các đương sự không có ý kiến phản đối thì thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành đình chỉ giải quyết vụ án. Nếu hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của tòa án không có đương sự nào có ý kiến phản đối hoặc thẩm phán không ban hành ngày quyết định công nhận kết quả vào ngày tiếp theo hoặc trường hợp chưa hết thời hạn 7 ngày, tòa án ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án cũng được coi là vi phạm thời hạn ra quyết định, công chức báo cáo lãnh đạo viện kiểm sát cấp mình để ban hành kiến nghị. Kiểm sát thẩm quyền ra quyết định, thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án. Kiểm sát nội dung quyết định phải phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo đúng quy định của nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của các đương sự trong tố tụng hành chính, cam kết của các bên đương sự phải tự nguyện, đúng quy định của pháp luật, không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba và của nhà nước. Khi có căn cứ cho rằng nội dung các bên đã thống nhất và cam kết là bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa hoặc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc việc ra quyết định vi phạm nghiêm trọng quy định về thời hạn trình tự thủ tục theo quy định tại khoản 3, điều 140 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì công chức báo cáo viện trưởng viện kiểm sát cấp mình ban hành văn bản thông báo đến viện kiểm sát nhân dân cấp cao có thẩm quyền theo lãnh thổ để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Đối với trường hợp qua đối thoại mà người khởi kiện tự nguyện rút đơn khởi kiện thì khi kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu của người khởi kiện trong trường hợp này, cần lưu ý kiểm sát các nội dung, kiểm sát biên bản về việc người khởi kiện tự nguyện rút đơn khởi kiện để xác định việc tự nguyện rút đơn khởi kiện của người khởi kiện có đúng hay không. Về việc khi quyền khởi kiện lại vụ án, quyết định có ghi rõ quyền khởi kiện lại vụ án nếu thời hiệu vẫn còn theo quy định tại khoản 2, điều 140 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 2 quy trình kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm. Kiểm sát thời hạn gửi quyết định. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính phải được gửi cho viện kiểm sát cung cấp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tòa án ra quyết định. Kiểm sát hình thức quyết định theo mẫu số 14 nghị quyết số 02 năm 2017. Kiểm sát thời hạn ban hành quyết định. Ban hành trong thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại điều 130, khoản 6, điều 131 Luật tố tụng hành chính năm 2015. Kiểm sát về thẩm quyền ban hành quyết định, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hành chính ban hành theo đúng quy định tại khoản 1, điều 145 Luật tố tụng hành chính năm 2015. Kiểm sát nội dung quyết định, kiểm sát căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án, kiểm sát nội dung quyết định về giải quyết hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Trường hợp tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì khi đình chỉ giải quyết vụ án Việc ghi nhận quyền kháng cáo, kháng nghị. 3. Quy trình kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính tại phiên tòa sơ thẩm. Kiểm sát thời hạn gửi quyết định. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính phải được gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tòa án ra quyết định. Kiểm sát hình thức quyết định theo mẫu số 15, nghị quyết số 02 năm 2017. Kiểm sát thẩm quyền ban hành quyết định Hội đồng xét xử sơ thẩm ban hành theo quy định tại khoản 2, điều 165, luật tố tụng hành chính năm 2015. Kiểm sát nội dung quyết định Cần lưu ý kiểm sát thành phần hội đồng xét xử, xem xét các nhận định, phân tích trong quyết định đình chỉ có đúng với nhận định của hội đồng xét xử tại phiên tòa hay không, có phù hợp với ý kiến của Viện Kiểm sát tại phiên tòa không để xem xét thực hiện quyền kháng nghị.